Jean Paul Gaultier Uchamel, ông vua ba sàn. Và ngày hôm nay mình có một con mà mình đã giới thiệu với các bạn, đó chính là Azzaro Most Wanted. Và chúng ta cùng nhau xem là đâu sẽ là mùi hương chiến thắng trong cái việc là lựa chọn để đi bar, đi club nha. Anh đang có hai cái mùi nước hoa nam để sử dụng đi bar, đi hẹn hò. Thì anh muốn xin cảm nhận của bọn em là anh đã xịt ra giấy rồi. Đây, bố bạn có thể cầm một tờ và các bạn gửi xem là các bạn đổi với nhau xem các bạn thích cái mùi hương nào hơn. Em thích mùi này hơn. Anh thích mùi này hơn à? Hay em có thể cho kiểu biết lý do vì sao mà thích cái mùi hương đấy hơn không? Thì em thấy là mùi này nam tính hơn, kiểu mùi này nam tính hơn. Kiểu mạnh mẽ hơn. Thế có mùi này làm sao? Mùi này hơi ngọt quá. Hơi bị ngọt quá hả? Hơi ngọt. Thiên về. Ok. Thế là cả hai bạn đều thích chai nước hoa này đây. Anh cảm ơn hai bạn nhé, chỉ thấy thôi mà. Cảm ơn. Anh đang có hai cái mùi hương cho nam để đi hẹn hò. Đấy thì anh đang muốn xem là các bạn nữ sẽ thích mùi nào hơn khi mà ngửi thấy những cái mùi hương này trên người bạn nam. Anh đã xịt ra giấy rồi, thì em có thể ngửi thử đi. Xem là hai bạn đổi cho nhau. Hai bạn thích cái mùi hương nào hơn? Đổi lại cũng được, ngửi cho nó kỹ. Thích mùi này hơn. Thích mùi này hơn hả? Dạ vâng. Ê, lý do vì sao em thích mùi này hơn? Nó kiểu nam tính hơn ấy ạ. Nó kiểu nam tính hơn. Vâng, có cái này thì nó hơi thanh một tí. Nó, bạn nữ nó này đang khá là lưỡng lự đúng không? Em thì thấy mùi này khá là giống nước xả vải. Khá là giống nước xả vải ạ. Em thích mùi này hơn. Em thích mùi này hơn. Cảm thấy là nó ấm áp hơn ấy. Còn mùi này hơi giống nước xả vải đạo ni. Đúng rồi. Không nó, sao mà. Nó hơi thanh một tí. Còn em thích cái này nó nam tính hơn. Ok. Thì đây là mùi hương mà hai bạn thích nhá. Dạ vâng. Cảm ơn hai bạn có thế thôi. Dạ vâng. Cảm ơn. Anh đã xịt ra giấy rồi. Hai em có thể cầm ngửi xem. Xong rồi đổi cho nhau xem là các em thích mùi nào hơn. Nó chẳng may gặp phải một anh trong lần đầu chẳng hạn. Nếu mà anh xịt một trong hai mùi này thích mùi nào hơn? Em nghĩ là em sẽ thích mùi một hơn. Mùi này hả? Dạ. Lý do vì sao em thích mùi này hơn? Tại vì em thấy nó có vẻ nam tính ấy. Và cái mùi của nó cũng không quá hắc đâu. Em nghĩ là thơm ấy. Nghĩa là mình sẽ ấn tượng đúng không? Dạ vâng. Ok, cảm ơn. Đây là chai mà em thích. Dạ, đây em thích mùi này. Em thích mùi này hơn. Mùi này hơn. Thế là lý do vì sao? Em thích kiểu nó phải thơm hơn một chút. Em không thích kiểu dịu dàng đâu. Thế là thích mùi này kiểu nó nhẹ hơn. Ok. Rồi anh cảm ơn bạn nhé. Đây là chai còn lại của em. Rồi anh cảm ơn. Các bạn, mỗi bạn cầm một tờ giấy. Xem các bạn sẽ mùi nào ấn tượng hơn. Vậy em thích mùi này hơn. Em thích mùi này hơn nhỉ? Vâng ạ. Mùi này kiểu nhẹ hơn đấy ạ. Nhẹ hơn. Vâng. Còn mùi này nếu mà em cảm nhận thì nếu mà nó dịu hơn một chút thì nó sẽ gây lại cảm giác đặc biệt đấy ạ. Còn mùi này là nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, dễ gần hơn đúng không? Vâng ạ. Rồi anh cảm ơn bạn nhé. Vâng, thì đây là chai mà bạn chọn màu đen này. Rồi anh cảm ơn hai bạn. Và vừa rồi đó là phỏng vấn nhanh của mình. Và đấy, anh em có thể thấy là Uchamil bây giờ thực sự đã không còn hot như nữa. Và anh em hãy thử Most Wanted của nhà Azzaro nha. Mình đảm bảo sẽ gây được ấn tượng cực kỳ mạnh luôn. Nếu như các bạn muốn mình phỏng vấn thêm những mùi hương nào thì hãy bình luận ở phía dưới. Và đừng quên việc like, share, nhấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.